Chào các bạn đã quay trở lại với channel Invest và Travel Jason à, Hôm nay Jason muốn nói về cổ phiếu SMCI là Super Micro Computer Cổ phiếu này Jason cũng đã đề cập đến một hai lần trong vài tháng trước đây Cổ phiếu này cũng làm về Semiconductor là những con chip tương tự như là NVDA và AMD Cổ phiếu này trong thời gian vừa qua cũng có sự tăng trưởng rất là nhiều Có thể nói là cổ phiếu này được pump lên quá mức và ngày hôm nay cổ phiếu này đã xuống hơn 140 điểm có nghĩa là cổ phiếu này đã mất hơn 25% lý do là vì công ty Hindenburg là một công ty làm về investment cũng là đầu tư nhưng họ chuyên đi short những cổ phiếu có nghĩa là bán khống những cổ phiếu muốn những cổ phiếu đó đi xuống và ngày hôm nay họ đã tuyên bố là short cổ phiếu SMCI lý do mà khiến công ty Hindenburg đưa ra là vì sao họ lại short SMCI vì họ cho rằng cái việc mà công ty SMCI ngày hôm nay cũng đã nói là sẽ không có file cái annual report nghĩa là họ không có submit, họ không có nộp cái báo cáo tài chính lý do là vì công ty SMCI nói rằng họ cần thêm thời gian để có thể tu bổ thêm những thông tin cần thiết trước khi họ nộp cái báo cáo tài chính vào mỗi năm. thì công ty Hindenburg cho rằng SMCI có một cái sự không minh bạch nào đó trong cái việc này. bên cạnh đó cổ phiếu SMCI cũng đã lên quá nhiều trong thời gian một năm trở lại đây. Thành ra họ nói có thể đây là cơ hội để cho người ta có thể short. Và hiện tại với cái giá bây giờ thì mình nghĩ rằng khi mà một cổ phiếu đang bị short nó giống như là một cái falling knife là một con dao rơi đang rớt và khi con dao đang rớt các bạn không nên bắt lấy thì các bạn sẽ bị cắt đứt tay, có nghĩa là bạn sẽ thua. Nên chờ chờ đến bao giờ thì mình nhìn vào cái chart bây giờ thì mình thấy cổ phiếu SMCI nếu như tiếp tục bị short và nó có thể về lại cái giá 300 hoặc là thấp hơn. Nếu điều này xảy ra thì có thể đây là cơ hội cho các bạn có thể đầu tư vì trước đây Jason cũng đã từng nói, nói khi nào cổ phiếu này về dưới giá 350 đồng các bạn mua mới là hợp lý và không ngờ ngày hôm nay nó lại bắt đầu đi xuống và chiều nay lại có kết quả earning report của công ty nvda thì nvda lại liên quan đến SMCI nếu như Nvidia có kết quả tốt từ cái ER thì nó sẽ giúp cho SMCI phục hồi một chút nào đó trở lại vào ngày mai Alright, hy vọng các bạn đầu tư sẽ lưu ý những cái thông tin quan trọng này Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay Chúc các bạn đầu tư sẽ luôn gặp nhiều may mắn và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau